Vậy chị, cái đó là cây gì vậy chị? À, đây là cây giống chanh Mỹ. Ủa, em nghe nói cây này khó trồng ở Sài Gòn lắm mà. Đâu có khó, theo mình nha. Ok, let's go. Cây chanh Mỹ mình trồng xuống từ tháng 12, cây giống của vườn Sài Gòn, thì đến tháng 4 là cây bắt đầu nở hoa rộ. Hoa chanh Mỹ mọc thành chùm tím tím, đặc biệt là có một cái hoa rất là to ở giữa chùm hoa, cánh hoa màu trắng muốt. Và chỉ cái hoa to đó mới đậu trái, còn những hoa xung quanh thì rụng hết. Cho nên là sau này mỗi cái ngọn, mỗi chùm hoa chỉ đậu lại một trái chanh Mỹ thôi. Trái chanh Mỹ từ khi hình thành còn non đã có dạng bầu dục, thuôn thuôn ở phần đầu, cho nên rất dễ phân biệt với những loại chanh khác. Và mình thấy hoa chanh Mỹ dễ đậu trái hơn những cái loại chanh khác. Về côn trùng gây hại trên cây chanh Mỹ thì thường có cái con bọ xít này nè. Nó thường đậu vào trái non, gây rụng trái non. Và hôm nay mình còn phát hiện trên cái cây chanh Mỹ của mình còn có cả ốc sên nữa. Mặc dù là thân cây chanh Mỹ có gai mà con ốc sên này nó cũng cố gắng luồn lách lên. Nhưng mà cây chanh Mỹ vẫn sinh trưởng, phát triển, cành nhánh xung xuê rất là khỏe. So với những loại chanh khác thì chanh Mỹ phát triển mạnh mẽ, nhanh. Cây rất là khỏe, lúc nào cũng ra cành nhánh um tùm, phải tỉa cành thường xuyên. Nếu mà không gian hẹp, nhưng mà phải đảm bảo là lúc nào cũng đủ nắng để cây ra hoa và kết trái. Khi hoa chanh nở rộ thì mấy con ong ruồi này sẽ bay tới bay lui để thụ phấn nè. Cho nên là giai đoạn này mình đừng có phun xịt thuốc mà chết mấy cái con ong ruồi này thì chanh sẽ khó đậu trái đó nha. Bây giờ là đến tháng 9, thân của cây chanh Mỹ trưởng thành đã to hơn ngón tay cái. Tính từ lúc hoa mà nở cho đến khi mà trái chanh Mỹ vàng ống thêm hơn 4 tháng nữa đó mọi người. Thời gian cũng khá là dài, nhưng mà vẻ đẹp của cây chanh Mỹ và trái chanh Mỹ thì cũng thật xứng đáng để mà chờ đợi. Đó là lý do tại sao mình nên trồng một cây chanh Mỹ trong vườn nhà. Mình thấy thật là may mắn khi mà có thể trồng được cái cây chanh Mỹ ở Sài Gòn luôn. Lúc trước là mình chỉ trồng thử thôi, mình không nghĩ là nó có thể cho trái đẹp như vậy ở đây, ngay tại Gò Vấp và ngay tại cái ban công đầy nắng này. Chỗ này trồng thì hơi treo meo, ở bên dưới có một cái thang, cho nên là đứng quay phim nó cũng khó đó mọi người. Nhưng mà hôm nay mình đang rất là háo hức khi mà có thành quả để giới thiệu cho mọi người. Mình mong muốn là ai trong chúng ta khi mà thích trồng cây cũng có được một cái cây đẹp trong sân vườn như thế này để mà làm động lực. Mình yêu làm vườn hơn, mình yêu trồng cây hơn khi mà có những cái cây đẹp độc lạ. Và cái lá chanh Mỹ nè, nó cũng rất là thơm luôn. Theo mình đánh giá thì nó còn thơm hơn cả cái lá chanh chút nữa, cho nên có thể làm gia vị trong các món ăn nè, hoặc là nấu lẩu với lá chanh, hoặc là làm muối lá chanh, rất là thơm á mọi người. Riêng cái trái chanh Mỹ thì cái vỏ vàng ống đẹp như thế này và vỏ dày, trái chanh thì mọng nước, và đặc biệt là cái vỏ này không có bị đắng. Khi mà mình ngâm với mật ong mình uống là mình có thể ăn luôn cái phần vỏ luôn, không hề bị đắng mà nó giòn giòn, rất là ngon. Tại vì trước khi mình trồng cây chanh Mỹ này là mình đã sử dụng qua cái món chanh mật ong rất là nhiều, cho nên là quyết tâm phải trồng luôn một cái cây chanh để mà hái trái chanh tươi từ trên cây xuống để mà làm cái món thức uống mà mình yêu thích nè mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt cái trái chanh ra để cho mọi người quan sát cái độ dày của vỏ chanh và xem nó mọng nước như thế nào. Còn cái mùi thơm thì chỉ có mình mới là ngửi được cái mùi thơm thôi nha. Bây giờ mình sẽ cắt từ cái phần đầu núng của trái chanh, là cái phần vỏ mà dày nhất. Wow, những tép chanh vàng ống và mọng nước thơm lắm. Rất là thơm luôn mọi người, xem cái vỏ của nó nè. Cái vỏ dày cui luôn. Thường thì người ta trồng chanh là thích những cái loại chanh vỏ mỏng để mà nhiều nước. Nhưng mà trồng chanh Mỹ thì lại mê cái vỏ dày của nó. Bởi vì khi mà ăn cái vỏ mà ngâm đường phèn hoặc là ngâm mật ong rồi là mọi người sẽ thấy là mê luôn. Nó dày, nó giòn mà nó không có bị đắng. Ăn xong là sẽ thấy thông cổ luôn đó. Đó là lý do tại sao là dù không có nhiều đất để trồng, mình vẫn cố gắng trồng một cây chanh Mỹ trong cái chậu ghép 40x80 nhân với khoảng 30cm thôi. Đây, nó vẫn có cái hộp ở trên cái tép chanh, nhưng mà nó trùng màu nên là mình khó thấy á mọi người. Thật ra là trong trái chanh Mỹ cũng có rất là nhiều hạt luôn á.
cái vỏ vàng óng thiệt là đẹp. Và đây là thành quả cuối cùng của mình sau 9 tháng trồng cây chanh vàng Mỹ từ cây giống của vườn Sài Gòn. Xin chúc cả nhà nông phố sẽ trồng được một cây chanh Mỹ sum suê, chưa sử dụng được trái thì cũng sử dụng được lá, cho nên là mọi người cứ yên tâm mà trồng cây chanh vàng Mỹ trong vườn nhà nhé.